Hôm nay là một cái cửa hàng xe mới nhất, mới hoàn toàn trên kênh Ngô Nguyễn luôn nha anh chị nha. Thì Ngô Nguyễn xin chào anh chị các bạn, cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn. Hôm nay thì anh em mình ở đây là cập nhật bên cái xe máy nhất phương nha anh chị. Do là mọi người thấy nè, bên ngoài là trời mưa, mưa rất nhiều nha. Nhưng mà em sẽ cố gắng đi ra ngoài luôn để quay về cái bảng hiệu, rồi hướng dẫn cụ thể cho anh chị các bạn, cô chú mình được biết rõ hơn nha. Đó, đây là anh chị cái bảng hiệu cửa hàng này nha. Đây, cửa hàng xe máy nhất phương, địa chỉ là 145A Nguyễn Đức Thiệu, khu phố Thống Nhất 1, thành phố Giang, tỉnh Bình Dương anh chị nha. Do em che cái dù mọi người thấy trong màn hình là bình thường anh chị nha, tại vì cái máy mình ngước lên đó, nếu mình không che như vậy nó sẽ bị văng vào ống kính đó anh chị. Cái hướng bên phải cửa hàng này anh chị, hướng này mình đi ra đầu đường của Lý Thường Kiệt gần với lại cái ngã tư 550 á. Còn hướng bên trái cửa hàng là hướng này nè, mình có thể đi ra về chợ Xóm Nghèo hoặc là đi ra về hướng cầu vực Sống Thần là được nha bà con ha. Còn giờ chắc anh em mình sẽ vào bên trong thôi để cùng gặp anh chủ cửa hàng, rồi mọi chi tiết thắc mắc thêm thì anh em mình sẽ cùng trao đổi trong cái video, cũng như là tất cả những cái dòng xe mà hôm nay anh em mình sẽ báo giá và cập nhật cho bà con anh em trên kênh Ngô Nguyễn nha. Rồi, mời mọi người vào đây. Dạ anh ơi. Rồi. Rồi, xin chào nha. Chào anh. Em chào cho bà con xem live cho kênh chợ Ngô Nguyễn nha. Dạ. Em là Tân Liêm, anh tên gì để mình Nhất Phương, mình tên Nhất Phương. Dạ. Cũng cửa hàng xe máy Nhất Phương luôn. Dạ. Mình mua bán xe tại nhà. Dạ. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cửa hàng xe máy Nhất Phương mình nhé. Dạ. Rồi thì coi như cái địa chỉ vừa rồi á, là em cũng có đọc sơ qua trong bản hiệu cũng như là về hướng đường đi á, là cũng có chia sẻ sơ với anh chị các bạn rồi. Thì không biết là anh có thể là mình giới thiệu kỹ hơn về cái địa chỉ đi, tại vì cho anh em mình nắm rõ hơn đó. Rồi, ok. Yeah. Thì cái hướng mà tay phải mình đây thì ra đường Lý Thường Kiệt. Yeah. Hướng về ngã tư 550. Yeah. Thì cách đường Lý Thường Kiệt khoảng 400m. Cách ngã tư 50 thì chưa đầy một cây số. Yeah. Thì hướng bên tay trái này thì ra chợ Xóm Nghèo, giáp bên chợ Xóm Nghèo là khu nghiệp Sóng Thần. Yeah. Thì anh chị em nào đến hướng nào cũng được. Thì mình cứ gửi trên vị trí, ghim vị trí trên Google, anh em là tìm đến nơi. Dạ. Rồi, còn xong thì mình giới thiệu sơ qua về những giá xe cho anh chị em nắm. Ở đây là anh Nhất Phương là anh bán xe là tại cửa hàng, là ở nhà luôn anh chị ha. Và về cái cách thức mà mua bán trả góp hay là ship xe, hay là nếu mà các bạn anh chị có nhu cầu ra tên đó thì như thế nào anh hãy nói sơ qua cho mọi người biết. Nói chung là nếu mà những cái tỉnh lân cận thì những cái xe nào mình báo giá bao ship thì mình bao ship cho anh chị em. Yeah. Còn cái xe nào là không báo giá bao ship thì anh em thì cứ cộng phí thêm một phí, ít phí nữa để em bao em ship cho. Yeah. Với lại cái cách thức trả góp thì anh chị em là trên 18 tuổi, hồ sơ sạch, trên 18 tuổi thì mình sẽ góp qua ngân hàng nhé. Yeah. Với lại hỗ trợ rút gốc sang tên cho anh chị em luôn. Yeah. Nói chung là mấy cái cách thức đó là cửa hàng có đầy đủ hết. Còn nếu anh chị nào quan tâm và cụ thể rõ ràng hơn á thì có thể là kết bạn với anh chủ nha, giúp em là số em có để bên góc trái để anh tư vấn rõ ràng hơn. Rồi, còn giờ okay, anh em mình báo giá từ đầu trước à. Rồi, từ mình ra ngoài đi, phía ngoài luôn đúng không? Từ ra ngoài đi. Rồi, ok anh. Em mời các bạn chị mình ra phía trên luôn. Phía ngoài đây là có mấy cái xe mà em thấy là tầm nhỏ nhỏ vừa tiền cho mọi người nè ha. Rồi. Chắc từ AB luôn ha anh. Cái này đi. Dạ. Đầu tay cái này vừa về luôn. Dạ. Xe này mới về, cái này là AB Thái luôn chứ không phải là AB lên Thái nhá. Ừ, cái này. Dạ. Gốc Thái luôn. Thì cái này nó đời 2009. Có hồ sơ cũ, nó ngày xưa hồ sơ cũ nó đưa cho chủ luôn. Dạ. Mình có cầm hồ sơ đó. Rồi. Còn anh chị em nào mua thì liên hệ cho em. Cái này em bán cho anh chị em là 25 cũ. Này là FI luôn hay là xăng cơ anh? FI full xăng điện tử 209. AB Thái FI mà giờ này mọi người mà thấy giá 25 triệu là quá hời so với trước đây đúng không? Đúng, thời điểm giờ nó quá rẻ đi. Dạ. Trước mà mua cầm mà để mua được cái xe như thế này thì chắc nó phải tầm 40. Dạ. Thật 40. Sự em cũng vừa định chia sẻ, nếu như mà rẻ lắm của trước đây là nó phải ba mấy, mà ba mấy cần 40 anh chị. Còn mấy cái xe mà trung trung cao hơn tí thì bốn mấy là chuyện bình thường. Đúng rồi. Đến. Dạ. bây giờ thì nó giá xe thì nó tụt nhiều quá. Dạ. Thì là mình bán theo thị trường mà. Vậy là coi như là người lợi nhất vẫn là khách hàng thôi. Nên là. Dạ. Bây giờ mà mua là tuyệt vời luôn, giá rẻ anh em ha. Rồi. Còn như con quay Black này anh. Con Black này nha, con này thì bán cho anh chị em là bây giờ cái này là trước là bán là 90 củ rưỡi. Dạ. Bây giờ bán 8 củ luôn. 8 củ luôn, 9 củ rưỡi mà giờ còn 8 củ là bớt đi 1 triệu rưỡi. Đời 2016. Dạ. Cầm thân đĩa nha. Dạ đúng rồi, cầm đĩa, máy móc riêng không anh?
máy móc êm, chứ còn zin thì cái này có làm rồi, xe này có làm đầu nòng rồi, làm hơi rồi. Anh cũng chia sẻ rõ ràng cho anh em ấy, giá 8 triệu. Rồi. Mà nó thật ra thì mấy cái mẫu Honda này anh chị, thì cho dù có làm hay không gì chăng nữa mà cần người thợ làm ngon là vẫn ngon lành thôi. Sao Honda mà, con này biển Long An nha, tí em cũng lướt tới biển số cho. Rồi. Rồi, đến quay pha đi anh. Của Enfa thứ hai, thứ ba đây. Con này là quay A210. 210 máy zin. Dạ, quay 100 anh em nha. Những cái này trước đây thì nó giá nó cao thì bây giờ cũng không phải nói tụt hay không nữa, bây giờ bán cho anh em 9 cũ. 9 cũ luôn nha. 9 cũ. Máy zin nha. Anh em 9 triệu, biển 61S4 2693. Máy móc zin. Đây em thấy là từ dàn áo dàn chân là cũng còn đẹp ok ha. Chỉ có trước là xử lý nhẹ về cái má đầm với cái phuộc thôi, còn ở sau là dàn chân là đẹp đẽ ok luôn á anh em. Còn bên đây anh, con này. Con Goya màu đen này thì con này thì bán cho anh chị em là 8 củ 8. Dạ. Cái này máy móc thì nói chung là zin thì nó có làm cái đầu rồi. Ừ, dạ, có rớt đầu rồi. Có rớt đầu. Dạ. Nhưng mà nó cũng là còn đang còn zin, máy còn zin cả. Nhưng mà như em cũng mới vừa chia sẻ mà anh chị, tháng này chắc là các anh thợ, là các anh em mà làm trong nghề chắc cũng biết mà, thường là mấy xe này nếu như mà riêng những dòng 110 Honda nè, anh em mà cần thợ làm ngon là vẫn tốt thôi, không có vấn đề gì cả. Thật sự đúng rồi. Còn cái này là 110 này, còn cái này là 100 nha. Máy này máy 100 hết này. Dạ. Cái quay màu đỏ là máy 100. Dạ. Còn cái này cũng là máy 100 luôn nha. Rồi. Máy thì êm dàn ngoài thì quay sơ qua tí, nó quay sơ qua đường sông cho anh chị em xem thôi. Ok chứ anh, rồi. Máy thì là ok rồi. Con màu đen này là biển 39 là của Biên Hòa nha anh em, Biên Hòa Đồng Nai đó. Thành phố Biên Hòa. Dạ. Rồi tiếp theo cái con này. Con này thì nói chung là cái dàn ngoài thì nó hơi xấu này. Thì nhìn qua màn hình là biết. Cái dàn ngoài thì hơi xấu, nhưng chân cẳng thì máy móc thì nhìn rất đẹp. Dạ đúng rồi. Nó còn sơn nó còn đẹp lắm đây. Không, bên trong đẹp mà, em thấy vậy là ok rồi. Trong này tí bên trong tí. Có mỗi cái dàn áo thì nó hơi xấu một tí, anh chị em nhìn qua màn hình thì không chê dàn áo, mình chê những cái điểm cẳng này là ok. Về anh em mình chỉ cần lau chùi tẩy rửa ra rồi mình dán bộ tem mới là nó sẽ đẹp lại thôi anh em, tại vì tem cũ nó bạc thôi chứ cũng phải là cái này là bị bỏ gì đâu. Tem xương cá, cái quay xương cá đó. Dạ. Biển Quảng Bình 73 nha, chút lướt lại cho anh em xem kỹ. Đúng hơn. Xe này biển 73 Quảng Bình. Dạ. Cái này bán cho anh chị em là 6 củ 8. 6 triệu 8 nha anh em ha. Còn như con bên đây màu tím anh. Con màu tím đây thì khách nó dọn nguyên một dàn, nguyên xe luôn rồi. Dạ. Đây, quay hướng sau cho anh em xem kỹ hơn. Đây. Dọn nguyên con đẹp là có nghĩa là từ trong ra ngoài máy móc cũng dọn luôn hay sao anh? Dọn hết luôn, xe dạ, dọn nguyên con luôn. Okay. Con này thì nếu anh chị em nào về mà có ý định mua xe để dọn thì mình mua con này khỏi dọn. Đẹp thiệt nè mọi người, dọn chi tiết từng con ốc luôn nè. Niền đúng rồi, niền Goti đúng, niền Honda ngon luôn nè. Thì nó dọn hết rồi, cái này bán cho anh chị em chỉ 8 của 8 thôi. Dạ, 8 triệu 8 thôi nha anh chị ha. 8 của 8. Dạ. Ở đây. Còn đây là tất cả những cái hướng biển số phía sau nè. Anh chị anh em mà xem video á, nếu mà trong quá trình quay mà anh em mình không diễn tả chi tiết cụ thể được thì mong các bạn anh chị mình thông cảm giúp em nha, và liên hệ về cho cửa hàng để được cửa hàng tư vấn rõ ràng hơn. Còn ngoài kia em thấy có chiếc AB đó là mình có bán không anh? Có luôn. Rồi quay luôn em nha. Em nào mua có bán. Dạ. Do hơi mưa nên em quay hơi xa tí nha anh chị ha. Như con này là đời nào vậy anh? Con này 211 nẹp si. 211 nẹp si là đời cuối cùng của AB 110 luôn á. Nhưng cái này máy rớt nha. À máy rớt rồi. Cái này anh chị em nào mến em bán 12 củ. Dạ. 12 củ bán luôn. 12 củ bán luôn, đời 211 nẹp si FI anh em nha. Mà mình mâm 6 cây nẹp máy em luôn á. Dàn ngoài khá. Đó nhìn qua màn hình thì mình cũng đoán là xe rồi. Dạ. Cho em hỏi thêm cái vấn đề nữa, nếu như mà những cái xe bên mình bán ra thì những cái cho dù những cái xe riêng hay là xe máy móc đã qua làm rồi thì anh có hỗ trợ khách bảo hành về máy móc không? À đúng rồi, con nãy cũng quên chưa nói cái vụ này. Nói chung là mình đã bán ra thì cái xe mà từ 10 triệu đổ lên, hoặc là cái xe nào mình bảo hành 1 năm thì mình sẽ bảo hành 1 năm. Yeah. Còn cái nào mình phải bảo hành 6 tháng hay 3 tháng thì tùy theo cái loại xe. Yeah. Còn xe như những xe mà máy zin thì bảo hành cho anh chị em là 1 năm, 1 năm hoặc 6 tháng. Yeah. Tùy theo loại xe. Ok, cũng tùy vào cái giá trị xe anh chị em. Đúng rồi. Rồi thôi giờ anh em mình vô tới chiếc AB đầu bò nha. Con này em thấy là nó đang mang biển số Đồng Nai 80B1-02379. Đuôi 79 luôn anh em á, thần tài luôn á. Biển biển thần tài. Mẫu này chỉ được cái là AB của Honda là một, hay nữa là có FI anh chị, cốp bọn cũng rất là to, phù hợp và đặc biệt như thời tiết mưa gió như này nè là tuyệt vời luôn. Giá lại rẻ nữa. Con này mình để bao nhiêu anh?
Con này ba để cho anh chị em là 11 triệu 8 đi. Dạ, 11 triệu 8 nha anh em ha. Rồi, 11 8. Mấy luôn không ơi? Cái này là lấy của lái nhưng không đem ra, nhưng mà lái bao là của mình là máy zin. Dạ. Ba lái bao máy zin. Rồi, ok anh, 11 triệu 8 cho chiếc này nha anh em ha. Còn bên đây là một chiếc quay vlog tiếp theo, phiên bản là bánh mâm, thắng đĩa, biển là 85 Ninh Thuận. 52689 đây nè, là biển số nha. Con này đời mấy đây anh? Con này là đời 2017. Dạ. Con này là mà bán cho anh chị em là 11 triệu rưỡi. Dạ, 11 triệu rưỡi anh em. 11 triệu rưỡi nha. Ok anh. Mấy cái giá này cho em hỏi thật, nếu mà anh em mà đến cửa hàng là anh có thể bớt được tí xíu lọc lá gì nữa không, hay là giá chốt luôn rồi? Có xe bớt thì anh em nào trực tiếp mình mến cái dòng nào đi thì mình cứ hỏi cái dòng đó, xe nào em bớt được thì em bớt. Dạ. Rồi. Có thể là mọi người còn thắc mắc thêm á thì cứ kết bạn trực tiếp với anh Nhất Phương nha. Số okay. Em có để bên trong cái đó mọi người. Còn xe nào? Đây chiếc AB này đi anh. Xe này là 2018 nha. Dạ. Khóa sở mắc cây. Khóa ga. 2018 có dán tem chùm. Dạ. Dán tem chùm ở ngoài hết hết nguyên xe nè. Dạ. Con này giờ giá thì để cho anh chị giá mềm đây, là cái này là 21.500.000. Khóa mắc cây luôn nha. Khóa mắc cây. Máy zin không anh? Con này là máy zin. Máy zin luôn. Ừ, máy zin bảo có bảo hành cho anh chị là máy zin. Dạ rồi. Máy zin mà chỉ có 21.500.000 cho phiên bản khóa thông minh smart key. Ở đây cái dàn áo các bạn chị là người ta dán full keo đen, keo đen nhám á, là full xe, rồi sau đó người ta lại dán thêm một cái bộ tem bên ngoài nữa. Đúng rồi ha, chứ không phải là sơn mà người ta dán tem. Thì nếu như mà anh em mà cần cái chất nước tương riêng á thì bên trong vẫn còn, nhưng mà riêng em thấy thì hiện tại đang rất là đẹp thì mình không cần. Đúng không rồi. Có lý do gì mà phải bóc ra hết, thì nó đang rất là đẹp anh em. Con này biển 19 Phú Thọ nha, biển 21283. À, 283 ha. Máy phát tài. 245 đúng không anh? 21 năm. Rồi. Giờ góp á, cho em hỏi vấn đề góp cái này mình góp phải trả trước không hay là không cần? Nếu mà tùy theo hồ sơ, ví dụ như anh chị em nào vay tối đa được bao nhiêu thì mình cũng không cần trả trước. Dạ. Nói như góp không đồng, nhưng mà có người vay chỉ được khoảng 20 triệu mà mua xe hơn số tiền đó. Dạ. Thì mình phải trả trước, mình phải trả trước thêm. Dạ. Còn ví dụ như mình vay được hơn số đó thì không cần phải trả trước. Dạ. Okay. Em nghĩ rằng chắc những anh chị nào mà trước đây mua trả góp rồi, không nhất thiết là phải mua trả góp về xe đâu, nhưng mà trả góp một cái món đồ nào đó rồi mà trả tốt, trả ok á, thì chắc giờ mình lên là mấy con này là không trả trước là vô tư nè. Đúng rồi. Dạ. Nếu anh chị vay có người vay tới 40-50 triệu thì có mua xe. Dạ. Hơn nữa thì thoải mái luôn, không cần phải trả trước. Dạ. Rồi giờ anh em mình qua chiếc Super Dream ha. Super Dream đi. Con này tình trạng nó sao rồi anh, cho con, mọi người biết luôn với. Con này là biển 36 nha. Dạ. Có hỗ trợ rút hồ sơ cho này, nó cũng có hỗ trợ rút hồ sơ luôn. Dạ. Cái này biển 36 nhưng máy zin. Máy zin đúng không anh? Máy zin. Ra ngoài có xử lý là lại tí, nhưng dàn mà ngoài máy móc thì... là zin đúng không? Đúng rồi, máy móc zin. Còn ra ngoài có dặm tỉa một ít. Đó, như lốc lát, dàn chân đồ anh em thì có xử lý nước sơn là cho đẹp. Có xử lý. Nhưng mà được cái là ốc tán ốc đầu là đẹp đẽ nha, không có dấu mở, dấu tì vết gì cả. Nói chung là ok đó. Rồi, con này không biết là đời mấy anh? Con này á, con này là... quên mất đời xe này rồi. Cái này là đợt là đời bao nhiêu quên mất. Bây giờ là anh bao máy móc zin đúng không? Máy móc zin. Dạ. Giờ giá mình để là nhiêu anh? Con này là bán cho anh chị em là 20 triệu. Dạ, 20 triệu nha anh em ha. Cái này thì nếu anh em mà cần chi tiết cái đời xe hay như thế nào thì có thể liên hệ với anh Nhất Phương đi. Anh kiểm tra giấy tờ cái cầu bẹp lại rồi anh báo cho ha. Tại mấy cái đời xe này con này không nhầm là 2003, 2004 gì. Dạ. Em tên chắc là 204 đổ lên đó. Chắc tầm là 203, 204 gì đó. Dạ. Biển số của nó là 36 Thanh Hóa nha, 88856 nha anh em, là biển số. Rồi, 20 chẵn luôn anh ha. 20 chẵn. Bên đây mình qua chiếc 67 SS 50. Dạ. Như anh chị em nào mến thì chỉ cái này là anh ai đam mê thôi. Cái này là bán cho anh em 9.500.000 nha. 9.500.000. Dạ. Giấy tờ ok hết phải không bạn? Giấy tờ ok. Dạ. 9.500.000. Giấy xanh 4 số. Giấy xanh 4 số. Này số sơn là đúng SS 50 luôn không anh? SS 50, giấy tờ cũng SS 50 luôn. Okay. Số khung số máy SS 50 hết. Dạ. 9.500.000 thôi. 9.500.000. Đó, dành cho các anh hay là các chú á, các chú các bác á, hết thì mình liên hệ cửa hàng. Có 9.500.000 chỉ 67 thôi nha. Rồi, mọi người quan tâm thì liên hệ cửa hàng. IC nha mọi người ha, không có giúp lửa nha. Ok
Rồi mình qua con Sirius FI luôn đi anh. Con này khách cọc á. Khách cọc rồi. À rồi. Giờ mình cho qua con FI con này đi. Con này Star. Dạ. Star là 125. Ừ. Dạ. Điểm máy là... móc đường nguyên zin đời 2019. Dạ. Đời 2019 order đúng 15k. Ừ. Xe này nếu mà bán thì chỉ để cho anh chị em là 11 triệu rưỡi thôi. Chạy chỉ có 15.000 cây thôi mọi người ơi. Giá là 11 triệu rưỡi. Bao máy zin. Em thấy nó thật sự luôn là cái mẫu xe này em đi quay ấy, em thấy thường á là 90 triệu là mình vẫn có là bình thường. Nhưng mà thật sự cái chất xe của nó dở lắm. Thấy nó không có được ngon. Và cái này là anh chủ báo là 15.000 cây. Chất xe em thấy thì rất là đẹp. Thì sau đi tính lại về cái tổng quan á thì em thấy con này là vẫn đáng để mua hơn nha. Thật sự luôn á, biển Cà Mau 69-429-15 là biển số nha. Vẫn hỗ trợ trả góp đầy đủ được không ạ? Vẫn hỗ trợ trả góp đầy đủ. Nãy giờ mấy con mà hai hàng xe anh em mình báo rồi, có con nào anh bao ship không? Hay là mấy cái giá nãy giờ mình báo là phải... Dạ, từ nãy giờ là không có báo nào bao ship. Anh em nào thì cứ liên hệ trực tiếp em đi, anh em mình thương lượng nữa. Rồi đi biết đâu mọi người không trả giá rồi, con nào anh thấy là được anh bao ship luôn sao? Rồi, giờ lên trên ha. Rồi, dạ. Mình quay cái bảng số cái hai cái hàng thứ hai okay. chưa quay. Đây, quay lại cái biển số cho anh em mình theo dõi luôn nha. Đó. Cần chi tiết hơn thì mình nhớ chụp màn hình lại gửi về cho cửa hàng nha anh chị ha. Rồi, qua đây AB nè. 19 Phú Thọ nha anh em. Đó, 85 Bình Thuận ha. Ok, năm nay 60. Quay từ con SH luôn ha. Rồi, đây quay SH đi camera. Con này là 125 ha. Con này là 125 ABS. 125 ABS. Dạ. Đời 2017. Cái này máy cực kỳ thì nó zin thì bây giờ cái này phải zin mới bán được. Dạ. Máy rớt thì mình phải báo máy rớt. Mấy cái này là xe con này order cho mới 10 hơn 20 ngàn. Dạ. Vỏ trước còn theo xe. Vỏ trước còn theo xe này. Đát 2017 này. Đáp vẫn còn anh em ha. Vẫn còn 27 nha. Dạ. Rồi được rồi, camera quay sát nó khó thấy lắm nè. Được rồi. Rồi thì chỉ chạy hơn 20.000 cây, 125 thắng ABS đáp 2017. Mẫu này thì em cũng nhận được là nhiều anh em cũng thích cái mẫu này hơn là mấy mẫu đời mới nữa đó. Đúng rồi. Thì cho em xin cái giá cuối cùng anh muốn cái giá này thì này. Em bán cho chị em bà con là 54 triệu. Dạ, 54 triệu thôi mà 54 có ABS nha. Yeah. Anh chị em nào mà muốn rút hồ sơ thì biển này biển Bình Dương nha, muốn rút hồ sơ thì thêm phí cho em nhé. Dạ. Nói chung là thường mấy mẫu này anh chị mua xe là sẽ có nhu cầu ra tên nhiều, thì muốn thì mình sẽ hỗ trợ thêm phí cửa hàng làm cho. Nói chung là đúng rồi, giảm bao mình rút được. Tại vì cái này phí. Là 125 mà phanh ABS, nó khác với CBS nha anh chị em. Dạ. Thường anh chị các bạn mình mua xe mới thì giữa ABS với CBS nó trên nhau là cả chục đến hơn 10 triệu là chuyện bình thường. Mà cái này ABS luôn mà chỉ có 54 thôi. Đúng rồi, rồi ABS. Chút quay lại biển số phía sau cho anh em coi. Rồi bây mình giờ cứ quay đầu mình... đi. Dạ. Còn bây giờ mình qua đây tới Vision, mẫu đời đầu. Con Vision này là đời 2011. Dạ. Đúng đời đầu luôn đó anh em, đúng rồi đầu. 2011 cuối 2011. Dạ. Con này thì bán cho anh em là bây giờ xả luôn. Trước bán 11, giờ xả luôn 10 triệu. Còn 10 triệu. Anh chị em nào mến 10 triệu thì cái này là không có khả năng là không bớt được nữa nha anh chị em. Dạ, gọi là xả rồi đó. Xả giá hết cỡ rồi. Dạ. Tem bọng này kia là máy em zin. Dạ. Máy em zin. Xe dạ. Thì xe này chạy thì cực chất luôn. Dạ. Ngồi lên xe này chạy sướng. Cái mẫu này thì em cũng được biết là chạy rất là ngon anh em nha. Nó chỉ có một cái điểm là khi mình đề á, thì đặc trưng của đề phóng nó hơi kêu thôi chứ đúng thực rồi. Chất là về chất lượng là rất ngon đề phóng. Dạ. Còn dạ. Anh chị em nào kế bên thì có đề từ thì thích đấy. Đề từ thì nó thêm một tí nữa là có đề từ luôn. Dạ. Đời 2015 máy zin. Con này bán là 16.8. 16.8. Đúng rồi. Biển là Trà Vinh 84 nha. Chúc biển em quay lại cho anh em coi kỹ hơn. Rồi. Mấy cái Vision này thì chị em phụ nữ mình mà không rành về xe thì cũng yên tâm được phần nào. Tại vì Vision máy rất là ngon anh em. Mình đi quay thường thì cũng hiếm khi thấy nó bị lỗi lắm. Riêng Vision đó nha. Vision thì ít lỗi. Dạ. Rồi. Còn bên kia là một cặp Future đó. Đây, Miss Future, con này là đời 2020, order là 9.000 cây. Dạ. Vỏ trước, vỏ sau theo xe còn. Chúng mới có 9.000 à, đi mới 9.000 à. 9.000 cây thì tự mà nói là không có thấm thía so với một chất lượng của chiếc xe Honda. Đúng rồi, nó không ăn thua gì. Dạ. Nó nguyên zin hết, nguyên thủy hết. Dạ, mâm đĩa luôn. Bánh mâm thắng đĩa, dạ. Đời 2020. Dạ. Cái này là đời 2020. Con này là bán cho anh chị em là 25 năm.
25 triệu 5 anh em nha. 25 triệu 500 thôi. Biển là Hậu Giang nha. Biển Hậu Giang 85. Rồi ok anh, còn con màu trắng bên kia anh, màu rồi, trắng con, em thấy có con, vẻ là ok đẹp lắm á. Không, con màu trắng này thì nó đăng ký là cuối đát của nó là cuối 2022 rồi. Dạ. Con này thì bán 28 triệu 500 em bao ký giấy. Chính chủ luôn đúng không anh? Chính chủ, chính chủ luôn, bao ký giấy luôn. Biển chìa khóa nó còn cả cặp cả đôi luôn. Dĩ An Bình Dương nha anh em. Em thấy là chìa khóa còn đủ một cặp. Một cái là đang sử dụng nè, còn cái là còn trong cái ống nhựa luôn nè anh em thấy không? Đó, quay chi tiết về để mọi người thấy kỹ luôn. Đặc biệt là xe này thì không có một lỗi gì, có vô cái baga nhìn đẹp ghê. Baga này nhiều tiền lắm đó. Dạ. Ở đô gì đâu thấy có 4.000 cây ha, 4.000 hơn 4.000 đi đó. Anh em thấy kỹ luôn ha. Đát cuối 2022, đăng ký cũng cuối 2022 luôn. Con này không chê được đâu. Giờ mình bàn giá đi, mình bỏ chất lượng đi anh em, ký chất lượng này khỏi bàn. Con này thì bà bán bao ký cho anh em là 28 năm rồi. Dạ, chính chủ nha. Chính chủ. Ok. Dĩ An. Dạ rồi. Đây em quay lại những cái phía sau biển số nè cho anh em coi ha. Mình cần chi tiết hơn nữa mà trong quá trình quay mà anh em mình không có kỹ á thì mong anh em liên hệ cửa hàng với em nha. Đây biển số của chiếc SH nè. So với ABS mà 54 thì em thấy tốt nha anh em. Còn giờ mình qua đây. Đây mình quay cái biển số này luôn cái nè. Như cái con màu trắng này là biển Bình Dương của bầu bàng Bình Dương nè. Trên xe rất đẹp nha. Cái này đời mấy anh? Con này là 2020. Dạ 2020. Đúng rồi. Cái này thì chính chủ ký giấy luôn. 150A luôn ha anh. 150 ABS. Dạ, coi như mắc nhất của cái màu SH đời này luôn anh em. Cái này là 150 ABS. Dạ. Vỏ sau đang còn theo xe. Ừ. Vỏ trước không biết có lỗi gì mà khách hàng đã thay vỏ trước nhưng đúng rồi, vỏ thay. Sau đang còn theo xe. Thường người ta thay, người ta sẽ thay vỏ sau nhiều hơn. Đúng rồi. Chắc là do có lỗi gì hay là bị lủng nhiều quá thì đúng rồi, nó bị đâm hay bị cắt cái gì đó thì dạ, bắt buộc phải thay vỏ. Còn đây cái vỏ sau đang còn theo xe. Rồi. Đúng ra là phải thay vỏ sau trước. Dạ đúng rồi. Hai cái vỏ sau mới thay đến cái vỏ trước. Dạ. Thì con này là coi như phiên bản mắc nhất của đời 2020 SH mà phân khối bằng lái A1 anh em, thì hiện tại giờ mình để nhiêu anh? Con này là mình bán 75 triệu. Rồi, 75 bao ký giấy nha. Dạ. Bao ký giấy cho anh chị em. 75 triệu. 75 triệu. Chính chủ đó anh em, bao ký chính giấy. Chính chủ bao ký giấy. Còn nếu mà khách muốn ra tên rồi thì như thế nào anh? Hỗ trợ luôn không? Hỗ trợ coi anh em ra tên bình thường. Dạ rồi. Đó là em nói là cao cấp mắc nhất của phân khúc bằng lái A1 nha. Còn giờ mình qua tới A2 nè. Phân khúc bằng lái A2 nè là 350i. Mẫu này là đẳng cấp rồi. Rồi. Con này mới tin anh em ha. Đã chưa? Này đăng ký là mấy vậy anh? Đăng ký là 2022. Ừ, 2022. Xám xi măng cũng là một trong những màu xe mắc tiền á. Đúng rồi, xe này order đang thấp có mới có 10k. Ừ, 10.000 cây. Xe thì cực đẹp, cái này thì chỉ bàn giá thôi chứ bây giờ mà tả xe thì cũng chả thấy biết tả làm sao nữa. Dạ chính xác là vậy luôn, tại vì đây là xe cao cấp anh em, người ta mua về cũng phải là bừa đâu. Mà gặp đát cao, đời cao nữa thì đâu có gì đâu phải nghĩ. Đằng trước thì bánh trước thì chưa có mở một cái gì, ốc dạ, tán thì hầu như chưa mở. Đẹp lắm. Bánh trước bánh sau theo còn theo xe. Vỏ trước vỏ sau đang còn theo xe cả. Dạ. Cho em xin giá ha. Con này bán bao ký cho anh chị em là 112 triệu. 112 triệu. Đó, bao ký giấy, nói chung là chính chủ đó anh em, chính chủ ký giấy. Xe này máy Thái nha, máy Thái là đời lúc này, đời trước cái lúc người ta mua cái xe này nó tới 178 mấy triệu đấy. À. Cái thời điểm đầu anh em, thời điểm đầu thì em có biết đúng rồi. Thời điểm đó là xe mà nó ra mắt thị trường Việt Nam là giá đề xuất là hình như là hết 179, 180 gì đó. Cái này nó khách hàng mua nó kêu là ra tên xong xuôi nó 180 mấy. Dạ. Rồi ok anh, biển số của nó là nãy em có quay rồi đó. Dian luôn. Đây là 61 luôn. Mình đi luôn ha. Rồi, giờ chắc mình qua đó luôn nha. Hồ sơ ủy quyền về mình rồi. Dạ. Mình qua Thắc Moi ha. Thắc Moi đi đời nào đây? Con này bỏ qua cho cái đi. Bỏ qua ha. Con này con này màu mới này, chủ nhật này lấy mà không biết. Con này màu mới nè. Dạ. Con này là đời 2020. Dạ. Phanh ABS bán đặc biệt. Dạ. Bán đặc biệt nha. Order thì cũng hơn 10k gì đó. Dạ. Vỏ trước, vỏ sau đang còn theo xe. Ừ. Con này biển An Giang nha anh em ha, 617L2. Có hỗ trợ hồ sơ cho bà con cho anh chị em luôn. Dạ. Xe này thì cũng không biết tả cái gì đâu, tại vì xe này nó đang còn mới quá, nó còn dạ, đẹp quá. Mới cực kỳ. Đúng rồi. Có gì mà có bàn cãi nữa. Và anh em chạy cái xe này hay là chị em chạy xe này là không sợ bị lỗi mod, tại đây là cái mod mới nhất mà cái mẫu mới nhất luôn á. Ở đây như có dán keo đó nè. Áo bọc keo. Dạ. Bọc keo đang áo đang còn bọc keo nguyên con. Vậy giờ lọc ra thì đâu có xe mới đâu anh chị. Đang còn nguyên áo keo chưa dạ, có tháo.
có cái đầu này bữa hôm nó vô nước là lột keo đầu miếng rồi này. Dạ. Keo miếng đầu là lột rồi. Dạ. Còn đâu mà nó dán keo hết, đang còn dán keo hết. Rồi, cho em xin giá con này đi. Phiên bản là con bản này là bản đặc biệt, khi mà các bạn đi mua xe mới á, cái màu này á nó cũng sẽ nhỉnh giá hơn những cái màu bóng. Nha. Đúng rồi. Con này là bán cho anh chị em là 51.500, 51 năm thôi. 51.500 có ABS. ABS đã bán đặc biệt. Dạ rồi, ok anh. Tiếng bọng đang còn theo xe đang trong rồi. Ok, anh chị nào thấy cái giá của chiếc này hợp lý không? Hợp lý mình comment bên dưới cái nha. Chứ em thấy cũng được được á. Còn bên đây là một chiếc AB đầu bò này anh. Đúng rồi, còn chiếc AB đầu bò này nữa thì nói chung là xe thì cũng khá, chất liệu xe thì khá, đi thì khá ok. Xe này thì cũng không cạnh tranh, giá cạnh tranh. Con này bán cho anh em 10.500 thôi. 10.500 thôi. 10.500. Ok anh, biển là Bình Phước 93 nha anh chị ha. 10.500 thôi. 10.500. Anh em thiện chí thì có thể liên hệ với anh chủ đi, biết đâu anh hỗ trợ răng cậu cho. Rồi, mình qua con này luôn anh, chiếc ly. Ly 125 màu kia màu gì ta, cà phê hay là vàng đồng ta? Vàng đồng. Dạ vàng đồng ha. Vàng đồng. Này biển số đâu vậy anh? C là Thuận An đó anh. Thuận An. Tông mốc C ha, là của Thuận An anh em à. Này thì phù hợp cho chị em phụ nữ gia đình là nhiều hơn. Nó dễ chạy hơn chị ha. Còn anh em nam mà cần đi làm đồ đạc để nhiều đó thì tận dụng cái cốp của nó, tại vì cốp của nó to lắm. Cốp này đỉnh cực kỳ luôn. Này giờ mình để giá sao đi anh? Con này bán cho anh em là cốp. Con này lúc trước cũng có đăng rồi. Dạ. Này 14 củ 500 nhưng mà bây giờ bán xả luôn 13 củ 500. Dạ, 13 triệu 5 thôi đó. 13 triệu 5. Đây là mẫu 125 đề từ rồi, không có giống như mẫu mà đời 2910 mà 110 đúng rồi. Đề phóng đâu anh em nha. Đây là mẫu đề từ im ái rồi đó. Rồi, còn qua kia là chiếc quay rồi biết nha. Đó là có FI rồi. RX này là 2018 dạ. FI. Cái này là cũng có người hỏi rồi nhưng mà có cọc thì chưa anh? Chưa, nhưng mà cọc không thì mình cứ đăng giá thôi, ai tới trước là mình bán thôi. Thì ai mua trước là mình bán trước. Dạ. Con này là thế bây giờ đến giá bây giờ để cho anh em là 10.500 luôn. 10.500 luôn. Là có FI luôn nha anh chị. 2018 có làm là dàn hơi nhá, có làm là hơi lại rồi nhưng mà rất êm. Cực kỳ êm, đầy đủ chức năng. Vậy là có rất đầu rồi anh em ha. Nhưng mà làm lại là im ok. Đúng rồi. Biển số là 61C1 luôn, của Thuận An luôn. Chúc em quay lại biển số cho anh em coi, có thể là tiện dễ chụp màn hình lại hơn. Còn giờ mình qua đây là tới chiếc Quen Pha 110 màu xanh ngọc nha. Ngay chắc đát 17, 18 gì ha anh? À, hai con này là đều hai đát 27 cả. À dạ, 27 hết. Có xanh ngọc này thì anh chị em nào cứ mến dòng nào thì mình cứ cái bàn Zalo hoặc liên hệ trực tiếp cho em. Dạ, con này biển 37 nha anh chị ha. Con này biển 37, màu xanh này biển 37 nè. Dạ. Con này bán là em bán là 11 triệu nha. Dạ rồi, 11 triệu đồng nha anh chị ha. Lúc trước kêu 12 triệu bây giờ xuống 11 triệu. Dạ. Giờ xe xe giờ bán vui lắm chứ nó lỗ nhiều. Dạ. Thị trường bây giờ là thật sự em tin rằng chắc chắn là anh chị buôn bán xe ít nhiều sẽ có phần lỗ hết anh em ơi. Bây giờ xe nó rẻ quá trời mà, nên là anh chị anh em mình mà mua trong thời điểm này là mình có lợi rất là nhiều ha. Nên là ai mà thấp thì cứ nhanh chân thôi, biết đâu sau cuối năm này là nó lên lại là mệt. Rồi mình qua con màu trắng đi anh. Vâng, con màu trắng thì nó cùng một đời luôn. Dạ. Nhưng là biển số 60. Ừ. Con màu trắng biển số 60 nó cùng một đời. Hai xe thì em bán cùng giá luôn là 10.500 luôn. À dạ. 11 triệu luôn. 11 triệu đồng luôn. Ừ. Rồi ok, giờ mời các bạn anh chị mình theo dõi lại biển số nè. Em quay hướng sau cho anh em coi kỹ hơn. Biển con màu trắng là đột nay anh em 60B2 ha. Đó. Màu xanh nè, 37 nè. Đây, 61C của Thuận An. Đây Thuận An luôn. Rồi, qua đây AB đầu bò 93 Bình Phước này anh em thấy rõ ha. Đây, SH nữ nè, SH mod nè. An Giang 67 nha. Con này là chưa bán phải không anh? Con này bán rồi. À, bán rồi đó, mình cho qua. Qua đây một con màu xanh, xanh đen. Con này đi. Dạ. Không ngáo ha. Này giờ mấy anh? Con này là đời 2018. Dạ, 2018. Khóa sầm mắc cây, khóa ga. Dạ. Khóa thông minh. Ok. Đây, cái biển số của nó là 93 Bình Phước nha, 22604. Khóa mắc cây luôn anh nha. Khóa sầm mắc cây. Chỉ món này ha. Này mình để bao nhiêu anh? Con này bây giờ anh chị em nào mến em để cho 33.500 đi. Dạ, 33 năm.
rồi xuống 33 luôn, 33 em bán luôn. 33 luôn, 33 luôn. SH218, 218 mà chỉ có 33 triệu thôi. Nó ngang với một chiếc Vision phiên bản tiêu chuẩn thôi, chứ không được là phiên bản cao cấp nữa các bạn nha. Mà giá mà phiên bản tiêu chuẩn đó là chưa có ra tên giấy tờ khi mua xe mới. Mấy thì giờ mình chạy chiếc này hay chiếc Vision nào đẹp hơn, nào đẳng cấp hơn nè. Rồi. Máy gì anh em? Biển số Bình Phước. Dạ. Yeah. Ok nha anh em, có mắt cây ha. Rồi mình qua đây đi anh, chiếc AB này FB này, rồi ha anh. Này FB 209. Dạ, yeah, 209 nó là mâm 5 cây đó anh em. Cuối 209 nha, chứ đầu 209 nó vẫn là còn sân cơ. Đây cuối 209 mâm 5 cây. Đúng rồi, cuối 209. Này tình trạng máy móc đồ sao anh? Máy êm. Nói chung là có làm dàn hơi rồi. Dạ, yeah. Có sao thì chia sẻ vậy cho anh em nhé. Chắc mấy cái con xe này giá trị nó cũng thấp. Làm nếu mà cái thời đó bây giờ mà đến giờ thì đi mà đi nhiều nhiều là phải làm hết rồi. Dạ. Yeah. Mà không làm thì về nhà khách mua hay đi làm. Về nhà cũng phải làm. Này giờ anh để nhiêu anh? Con này bán 13.500. 13 năm. Anh chị lưu ý là mặc dù là 209 nhưng mà nó là có FI rồi nha. FI full full xăng điện tử nha. Dạ. Yeah. Chung là cũng đánh đồng đổ đồng phơm phơm với 210 với 211 anh em ha, nhưng mà nó cuối 209 được cái là mâm 5 cây rồi. Còn bên đây anh, con này 210 mâm 6 cây đó, mọi người thấy không, rõ ràng đúng không, màu đỏ. 209 có người thì thích 209, có người thích 210. Dạ. Mà thường 209 nếu anh chị nào mua về mà lên Thái thì lại đẹp hơn. Đúng rồi, tại vì nó là mâm 5 cây đúng đời như là của AB Thái luôn. Nhiều người thích 209 hơn, có người thích 210. Dạ. Con màu đỏ này 210 là biển số 59Y1 của Hóc Môn nha anh em, Hồ Chí Minh. Con này vẫn bán cho anh chị bằng con này luôn, thì hai con này anh em chị em nào lựa chọn con nào cũng được. Dạ. Nói chung là lựa chọn con nào cũng được, bán bằng giá luôn. 13 năm. Rồi, 13 triệu 500 nha anh em ha. Rồi, ưng nào đây đó. Mà con này là tình trạng máy là cũng có làm cũng giống anh như vậy luôn. Rồi. Cũng có như vậy luôn. Cũng làm lại để trả nó kính thôi. Cái này là mình cũng lấy qua anh em lái cũng không cần kiểm tra. Dạ. Bao như vậy là mình cứ làm vậy thôi. Dạ rồi, ok. Qua bên kia là một chiếc Vision màu đỏ tươi đẹp, có lên cái mặt nạ giống như của Thác vậy đó. Còn đó là biển số 69 Cà Mau 26213. Con này màu đỏ đẹp đời 2018 khóa Smart Key. Khóa Smart Key. Này giờ mình để nhiêu anh? Màu máy, đỏ tươi đẹp quá trời. Máy Z-name luôn, máy Z-name. Dạ. Cái này em bán cho em là 22 triệu. Dạ, 22 triệu. Khóa Smart Key anh em nha. Khóa được cái là cái đỏ tươi này á, mình chạy nó sang nó đẹp nè. Nó sáng cái xe hơn, nó không có tối như là đổ đồ. Đúng rồi, hai lúc trước xe này nó tới 24 mấy mà bán được khách. Dạ, giờ còn có 22 triệu đồng à. Đúng rồi. Dạ, xuống giá thật sự nha anh em. Còn bên kia anh em thấy là còn đủ cặp chìa khóa chìa luôn kìa. Biển Tây Ninh này gọi là cũng 28. Dạ. Khóa chìa. Ra mặt nạ luôn anh em. Ra mặt nạ với cạn sao giống như của Thác vậy đó. Còn này biển 70C1. Của bến cầu Tây Ninh nha. Yeah. Rồi, bao nhiêu anh, giá con này nhiêu? Con này để cho anh chị em 20 triệu. 20 triệu. À, cũng 218 nhá, 218. Xe này thì chỉ mua về chứ mấy cái xe này nha anh em là mua về chỉ việc chạy thôi, không chỉ đổ xăng là đi thôi. Anh em coi không này. Phải sửa chữa một cái gì, xe nó cực kỳ đẹp, chìa khóa còn đủ luôn ha. Chìa khóa còn đủ. Yeah. Rồi, anh em mình cũng theo dõi lại một lần cái biển số nè, phía sau xe cho anh em xem kỹ hơn. À, cái chế thắt nữ biển số của nó là 93 nè anh em. Nó hơi khó, góc này hơi khó quay, mọi người cố gắng xem giúp em ha. Rồi, mình xuống đây là tới Vario. Vario này là 125 ha anh? Vario 125. Dạ. Sản xuất là 2021. Biển là Bến Cát Bình Dương nha, 825-79 anh em. 79 luôn ha. Đúng rồi, cái này biển Bến Cát. Dạ. Cái này mới đi có mấy ngàn thôi, xe thì nó còn như mới á. Dạ. Giờ mình để nhiêu anh? Con này bán cho anh chị em là 30 triệu 500. 30 triệu 500. Xe thì như mới. Nói chung là xe mới sao thì nó chả kém gì đâu. Dạ. Vỏ nó còn chưa, vỏ sau nó còn chưa có cái dấu mòn, nó đang còn gai gió luôn. Dạ. 30 năm không anh? 30 năm. À, 30 triệu 500. 30 triệu 500. Đó, khách hàng anh em mà muốn trả góp thì cứ liên hệ trực tiếp với anh chủ nha. Anh có thể là nhận test hồ sơ trước cho khách hàng được không? Có chứ. À, được luôn nha. Ok anh. Mình qua đây tới chiếc AB nữa nè. Con này thì nó mang biển Trà Vinh 84E1 29480. Này khóa cơ nha anh em, chịu quá thường á. Con này thì nói chung là nó đời hơi thấp nhưng mà nó, xe này nó chất. Dạ. Xe này đi chất lắm. Lên cặp ra thắng kiểu của CLG đó nè, Racing Boy á.
Mình xin lỗi anh chị nha, của CLG nha, chú mới moi nha. Thì giá mình để nhiêu anh? Hôm nay bán em bán là 20.500. Dạ, 20.500. Đằng lát nha, 20.500. Điện Trà Vinh, Tâm Tư nha. Máy móc nguyên bản hết phải không anh? Máy móc nguyên bản, nguyên zin. Dạ rồi, ok. Anh em mình tiếp xe tục. Này thì máy thì không phải tả đâu, cái máy này cực chất. Dạ. Zin êm, xe này thì đi rất ngon. Mấy cái AB mà đề từ sau này là máy nó im lắm nè, ngon lắm. Rồi, mình qua đây tới chiếc Vario 125 luôn. Con này thì nó mang biển Thủ Dầu Một, Bình Dương, giấy phố luôn. 61B215951, Thủ Dầu Một, Bình Dương luôn. Con về này... cái chất xe con này thì nó là đăng ký, nó đắt 2019. Dạ. Nhưng mà cái chất xe của nó thì còn rất đẹp. Tại vì vỏ trước, vỏ sau nó vẫn còn theo xe. Dạ. Ốc tán thì cực cực đẹp, đẹp luôn. Chứ nó không có đời 29 như người ta ít đi. Dạ. Vỏ sau nó vẫn còn theo xe, vỏ trước vẫn còn theo xe. Dàn áo này là tem mỏng mà được sơn 3D anh em nha, chứ không phải tem dán nha, tem sơn á. Giá mình giảm bao nhiêu đây anh? Con này bây giờ nó cũng bây giờ mình bán tụt giá luôn. Bữa hôm là bán 28.500. Dạ. Bây giờ bán cho anh chị em là 27.500. 275 thôi. 27.500. Dạ. Vario là chỉ có 275 thôi anh chị các bạn mình thấy không? Máy móc là khỏi bàn nha, mấy con này đời cao đời mới không à. Máy là giờ bán được là bán, chứ còn bây giờ tính lời lãi nó cũng chưa không tính được nữa rồi. Dạ. Trời dạ, giảm quá mà anh em. Tiếp theo mình đến với chiếc AB, form này là của 23 đến 25 nè, nhưng mà không biết con này cụ thể đời mấy đây anh. Con này là 215, 215 luôn. Nói chung là xe này cũng còn rất khá thôi, khá. Dạ. Mà máy zin. Con này biển Tây Ninh nha, 70L1. Biển Tây Ninh. Mà đời 25 là đời gần đời cuối rồi. Dạ đúng rồi. Nếu mà 25 thì chính xác nó là đời cuối rồi. 70L1 38054, sản bàn Tây Ninh nè. Con này được còn cặp chìa khóa luôn. Cái khóa lớn tìm xe với cái khóa nhỏ còn luôn nè. Có trong trộm luôn. Dạ, đây khóa lớn tìm xe nè anh em thấy không? Con này chắc hết pin nè, hết pin rồi thôi. Để lâu quá nó hết pin. Dạ, chống trộm đấy nè, thẻ từ nè anh em. Này dùm để nhiêu đi anh? Con này bán xã là 16.500 luôn. Rồi, 16 năm. Ừ. 215 nhé, cái này dạ. 215. Cốp to mọi người ha. Cốp thì to luôn. Dễ đựng đồ, đựng đạc là ok. Máy zin luôn không ạ? Máy zin. Rồi, qua coi con cái bên đây là con Vision phiên bản cao cấp, bản có khóa mắt cây. Dàn áo này mình... Con này biển số 93 ha, 93G1 27589. Con này đời mấy anh? Con này là đát của nó hay là sản xuất là 2021. Dạ. Yeah. Vỏ trước vỏ sau theo xe còn. Order là nó mười mấy k, 15 16 gì. Dạ, yeah, 15 16 ngàn anh em. Đúng rồi. Ốc tán thì nó cũng như mới, xe này tại đời cao mà. Dạ. Yeah. Xe này chính chủ ghi giấy. Dạ. Yeah. Mình để giá là bao nhiêu anh? Con này bán cho anh chị em là 25.500. Dạ, 25 nha. Phiên bản này là màu trắng và nó có khóa mắt cây anh em nha, chứ không phải là chìa khóa cơ đâu nha. Rồi, khóa sơ mắt cây. Dạ. Khóa cơ thì phải rẻ hơn. Dạ đúng rồi. Bản này là khi mua xe mới thì ta gọi là bản cao cấp á. Đúng rồi. Đây. Bản cao cấp là đến dạ. Đến bản đặc biệt luôn. Cái này ở sao không biết là quay hình thấy không ta. Nó sát với chất tường quá nè, cho anh mượn coi. Này. Hơi sát chất tường anh em thông cảm nha, đó. Máy em đụng chất tường luôn nè. Đúng rồi, cũng thấy được nè anh em thấy không? Quay lại cho mọi người coi cho kỹ luôn nè. Rồi, ở đây video ha. VAB 84 Trà Vinh nè. Đây mình có một chiếc đẹp sát lắm nè. Chắc không tới gần tay nữa nè. 61 rồi một bánh chát nè anh em. Rồi, ok. Đó, camera quay tổng quan cho anh em xem sơ lại đi em. Rồi lên đây nhờ anh chủ là nhắc lại mấy cái địa chỉ với lại cách thức cơ bản mua bán bên mình để cho khách ở xa nắm rõ hơn anh ha. Rồi nói chung là cũng cuối like cũng cảm ơn anh chị em mọi người và con thì theo dõi cái video của mình. Còn mình nhắc lại cái địa chỉ, địa chỉ là 145A Nguyễn Đức Thiệu, khu phố Thống Nhất 1, Di An, Bình Dương. Số điện thoại là 0987692113. Yeah. Số Zalo luôn đó, đó là số Zalo luôn. Yeah. Về cái hướng tay trái của mình là cái hướng tay trái này là ra chợ Sóng Nghèo và yeah. ra công nghiệp Sóng Thần. Yeah. Cái hướng tay phải của mình đây là ra đường Lý Thường Kiệt gần ngã tư 550. Dạ. Nhưng là anh chị em nếu mà đến cái địa chỉ nào thì cứ gọi điện trên cái số điện thoại trên video của mình đó thì mình sẽ chỉ nó cụ thể hơn. Dạ. Nếu mà không biết đường, còn nếu mà anh chị em đi được Google thì cứ bấm cửa hàng xe máy Nhất Phương là nó lên. Dạ. Rồi
ghim cho mình, có ghim vị trí trên Google. Dạ đúng rồi. Hoặc là anh chị các bạn Zalo đi, rồi anh gửi cái vị trí Google Map á, mình đến cho nó dễ dàng nhất luôn anh chị. Gửi vị trí Google Map thì nó chuẩn hơn. Dạ, chính xác nhất có thể luôn. Đó, anh em cứ các bạn Zalo trước đi ha. Vậy là cuối video cũng cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn cô chú rất nhiều đã quan tâm nhiều video nha. Còn thắc mắc thêm thì cứ nhắn máy lên liên hệ bạn chủ nha. Hôm nay anh em xin chào mọi người.